Bài đầu tiên thì được như bài sau nha. Cho người bài sau nhá. Không như gửi bài sau thì nó dở nhỉ. Không. Cả hai bài, xóa cái bài này đi để lấy luôn hai bài. Không, đấy. Bài vẫn được rồi đúng. Bài đầu đúng nhau, đúng nhỉ hết. Không, bọn nó còn lấy thoải mái. Rồi, chưa muốn. Tôi nó tạt đi. Cái kiểu mà mũi đạt trên mạng thì phải tư là trên mạng nó được. Không, bài cũng thế à, bài 1 cũng thế à. Bài 1 cháu thế nhưng có tổng bài 2 không? Bài 2 cháu không? Bài 2 cũng giống cái bài 1 của hai bài của cháu thì tùy giống cái bài của thôn này. Vâng, hình như bài 2 của nó giống cái quốc cái thức ác kinh hạng. Giống ác kinh hạng đó hả? Kinh hạng không giống cái bài của chúng anh muốn đâu. Không phải của em này đâu. À được, thích đi dưỡng đấy à? Thích hai bài em được. Đây cháu chỉ tải cái bài 2 thôi, tải cả 2 bài. Ôi, mà không có
Chuẩn bị tháo băng. Bố bài nào chút? Tháo băng. Bài này là bài cải. Tôi xem bố bài nào chứ nhầm bài chết. Thôi lần nữa dùng máy bài rồi đi. Nhưng mà bài nào trước thì như là mình phải thành rô cái gì đó. Bài kia bài cô ăn bên bố bài này. Chuẩn chưa? Chuẩn trước cái này chứ. Nếu bài đen trốn bài đen này, nếu bài lúc nãy bài đen này trước bài này sau cùng. Chịu này. Đây, chịu. Em chọn múa một bài xanh trước, bài 3 phút trước. Múa bài kia trước mà đánh em. Bài 2 phút. Rồi đấy. Ok. Múa bài làm em. Bắt chịu điều hành viên 2 phút. Mời nhạc đóng kìa. Mời nhạc đến thì cứ múa rồi. Ừ, trong múa đấy.